thuận ha, con chú anh chị các bạn ha. Đây là anh Vũ nha. Chị cái năm nay em trồng có giống gì anh Vũ? Đài thơm. Đài thơm ha. Đài thơm. Rồi bữa nay cái giá này sao anh? Nghe nói cò lấy rồi bẻ cọc gì không? Bẻ cò gì không? Ông là 8.000. Giá hiện tại thị trường giờ là 8.000 ha. 8.000. Giờ cà cắt bữa nay mới căng. Vậy ha. Là anh thấy lúa năm nay mặn thấy đạt không anh? Mỗi lần là trong 20 bao. Mà đây là 19 công. Vậy ha. Thì cái khu của mình làm đây là 19 công ha anh Vũ. Dạ. Hổm gầy bữa nay thì nghe nói giá cả cò bọng là trên nó có sinh có cỏ gì mà ông này mời canh luôn khỏi sinh. Vậy ha. Cái lại cái giá thị trường hiện tại là 8.000. 8.000 là bên đời thơm là cò nó đâu có sinh đâu anh Vũ. Không sinh gì vậy. Mình tính mấy giờ mình cắt không Vũ? Tới 10 giờ. Dạ. Vậy là 10 giờ nắng lên cắt ha. Lúa này quá đẹp bởi vậy bán có giá. Cảm ơn anh Vũ nha anh Vũ. Cắt quá dữ rồi mọi người, máy đang cắt lúa sập nè, để coi dòng máy gì ha. 115, wow, hàng gì cắt lúa sập rất đỉnh ha mọi người. 115 bờ gồ. Rồi hút luôn. Chạy dữ quá đi. Máy này vậy chạy dữ quá. Bắt đầu giật bực ha.
Rồi bao lúa anh dục như là bao gòn thôi. Quá mạnh. Máy này máy 95G. Giống lúa này thì OM 504 nha mọi người. Cắt cái dòng lúa này cũng khá sập nè, sập nà nà thôi. Máy này cắt cũng rất là sạch ha. Cắt máy 95GM này thì nó các lúa sập rất là hiệu quả ha mọi người. Càng cũng khá là rộng nè. Đây là chiếc máy 105 nha mọi người, các lúa sập rồi. 105 thì các lúa sập cũng khá là ok mọi người. Chiếc máy này là Kubota 70G nha mọi người. Quá trời chim én nó bay luôn ha.
đây mình chuyển ngoài kia hay là sao? Thì mình chuyển sông lớn rồi nó lại ghe lại nó căng. Dạ. Thì cái ở đây mình cần mang được nhiêu công anh Kha? Khoảng 5 hectare. Dạ. À, năm nay thì thấy lúa này kia nó có trúng mà. Thì bữa hổm giờ người ta cắt trước rồi đó, khoảng tấn 2 cũng có, tấn 1 cũng có. Dạ. Là cái hơn nữa. Dạ. Cái này là đất nhà của mình hay là anh mướn anh Kha? Mướn lại của ổng. Dạ. Của ổng là ông nào? Là của ba hả? Đúng rồi, em già ruột. Vậy ha. À, em cũng cảm ơn anh Kha nha anh Kha. Rồi. Dạ.